Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở một núi. Alo, ủa về chưa? Sao mày nói mày về sớm mà giờ này mày chưa về? Vì Tết nhất mà đi làm xa. Ừ, vậy nghe con nghe. Ừ, bye bye. Tân ơi, cái gì vậy, mày làm gì vậy Năm? Cái gì? Bị nó dí. À không, không có. Ai dí mày? Đâu có, thấy người ta dí chạy cho vui. Mày vô duyên quá, sao ăn rồi mày chứ. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì hai anh em mà tao chưa thấy thằng nào như mày. Nhìn gì? Ai thiết kế hả? Ai thiết kế mà dán nguyên cái giường bông lên gốp vậy? Xin tự giới thiệu với mày, anh Tư mày tự thiết kế gốm không? Trời đất ơi, cái áo là đẹp rồi đó, gắn cái bông lên là nó không có dính gì đó. Dính, ta dán bằng băng keo mà không dính. Mày tào lao. Ý người ta dính là vô cái xì tai đó. Xì tai là cái gì? Phong cách đó. Phong cách vậy là quá rồi. Này bây giờ ta nói mày nghe, mày chỉ cần mua cái áo thôi, Tết mày dán bông mày. Đó. Rồi bắt đầu mùa thu mày chơi bông cúc. Mỗi mùa bông mỗi mùa mình dán một bông. À không cần mua nhiều áo. Không cần mua nhiều áo. À vậy hả? Thì ra. Nhưng mà mặc cái này hơi mệt chút thôi. Sao mệt? Bị lâu lâu phải đập cho nó dính keo vô đó. Hay quá ta. Thấy tôi không, tôi mặc đồ là ẩm thực liền. Nhìn nó nhớ bánh lọt không? Ờ. Nhìn y chang à. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh mướn cho tôi cái bộ đồ này, rồi anh bộ đồ này mặc chi trời? Mày làm bao nhiêu mày cũng lòi dân ruộng mày ra. Mày phải theo phong cách như anh mày nè. Trời ơi. Mang đồ dép đỏ lè phong cách gì ông? Bởi vậy tao nói mày nghe, mày không có theo cái phong cách nè. Nếu theo phong cách là đúng luôn nè em nghe. Dạ, dạ. Đây, đây cũng có màu xanh, xanh lá cây. Đây là mùa tượng trưng cho đọt non vừa mới nhú trong mùa xuân. Đây là Tết hoa mai bao lì xì. À nghe. Hay quá. Nó phải như vậy. Ủa Túc về chưa? Chưa, nó điện tao rồi, tao mới điện nó rồi, chưa trời về. Trời sao chiều đi tắt liên mà giờ này chưa về? Máy bay bị delay. Hả? Máy bay bị delay á. Về thì phần anh nó về chứ lay gì? Không biết. Biết sao không? Tức là trong sân bay là 1, 2, 3, 4, 5, 10 chiếc đúng không? Chiếc này về là nó bị lay qua chiếc này. Trong chiếc này về. Nó về hoài thì nó không có đi được. À vậy chắc vậy. Sao tới về tới nhà được không? Ừ, nghĩ sao tới nhà thôi chứ. À giờ mẹ ở nhà. Rồi. Anh Tư đi có chút chuyện. Đi đâu hả? Đi đâu mà chải tóc ngược vậy? Cắt tóc. Ờ đúng rồi, Tết nhất phải cắt tóc đi chứ. Mình ăn mặc sang trọng vậy nè. Phải đi cắt tóc. Mấy chỗ sang trọng. Đúng rồi. Mày biết ngay chỗ cái tòa nhà bự thiệt bự không? Là ở đâu? Địa chỉ số mấy? Đó, ngay chỗ trên cái đường gì to đùng đó. Nó có cái tòa nhà bự thiệt bự mà có cái bức tường dài đó. Đó, tao cắt ngày đó luôn á, mày thấy ghê không? Không biết. Ở chỗ đó có mấy góc mè, mấy ông đó, ông để cái kiếm xong ông cắt ở chỗ đó đó. Trời đất ơi, hớt tóc lè đường, muốn nói tòa nhà dài thiệt dài, cái đó hớt tóc lè đường. Nhưng mà gần tòa nhà. Nhưng mà cẩn thận nha, nhiều khi đang quấy tay công an tới chạy. Mày cứ nói xui không. Chỗ đó là xâm chiếm lòng lề đường. Không, nhưng mà có chỗ họ cho cắt mà ta cắt mấy lần rồi mày có mày không, mày lên cái mày nói xui à. Bữa tôi bị rồi. Đang chạy công an về nhà còn nguyên cái cây bông trong đây. Được chạy đâu có dám dừng lại. Lời cái bông. Lời cái bông. Ta đi đi. Ờ ta đi. Bye ba, con về rồi nè ba. Trời ơi. Con chào ba. Trời ơi. Chiều tất niên sao giờ mới về? Dạ con đi, con bị delay đó. Con nhắn cho ba rồi. Delay thì ra đốt xe đồ để chứ đợi máy bay chi nữa, nó về tới về lùi lại. Không có, delay là máy bay nó bị trễ. À biết rồi. Dạ. Ủa chú với ba ở đâu ra hai bộ đồ dị vậy? Ba thì mướn á. Bậy nha. Cái mắt thẩm mỹ của ba mày vẫn còn nha con. À ba đi mướn hả? Mướn. Ủa bộ cái chỗ cho mướn đồ nó không có cái kiến hả ba? Đó coi nó mất hậm không? Nè tao nói cho mày biết, ở trong đó 10 cái kiến. Tao soi hết rồi. Tao soi hết kiến này. Tao thấy
ồ không được, tao qua tao soi cái kiến khác. Đó, tao nhìn lại, ồ cũng không được. Ba soi 10 cái kiến ba mới chọn được đúng cái áo này là nó luôn đó. Ông cũng chào la quá anh Tư. Hả? Người ta thay 10 bộ, ta chọn cái áo cũng thay 10 cái kiến. Ủa vậy hát cái gì đâu? Vậy thôi kệ nó, miễn sao đẹp thôi. Rồi ba mướn vậy rồi nhân viên trong đó nó không ai cản ba hết hả ba? Trời trời, biết tính lỏng. Đâu có ai cản được ta. Trong gia đình này ai cản được ba mày? Dạ rồi mà thôi ba đi mướn chi, con nói là để mua cho. Thôi mày mua không có hợp, mỗi người mỗi cặp mắt thẩm mỹ khác nhau. Con mua ba không hợp nhưng mà bạn trai con mua chắc chắn sẽ hợp. Ủa? Có bạn trai rồi hả? Mày có bạn trai hả? Dạ. Thì đợt này con định dắt bạn trai con về đi ăn Tết với gia đình mình nè ba với chú. Với lại ảnh có mua đồ vest cho ba với chú rồi. Dạ. Thôi, cứ tạm thời tao mặc cái này đi. Tại vì tao với ba mày á, tao ba mày mặc đồ theo chủ đề. Chủ đề gì chú? Ẩm thực. Còn bên này? Mùa xuân. À, ẩm thực mùa xuân. Ẩm thực mùa xuân. Đó. Ẩm thực mùa xuân. Mùa xuân ăn bánh lọt. Đó. Mày hiểu đâu, mày không hiểu đâu, trời sao mày hiểu được. Thôi giờ hai chú cháu ở nhà. Đi ba đâu đi. Cắt tóc. Ông đi ra salon nổi tiếng nhất ở đây đó. Ủa gì hả ba? Ở chỗ tòa nhà gì bự bự đó. Trời đất ơi, mắc tiền lắm đó ba. 30 ngàn. Ủa rẻ vậy? Đi 7 cây số. Vỉa hè. Salon vỉa hè. Vỉa hè ở nước ngoài hả ba, nước ngoài? Không có, vỉa hè. Miễn sao khác đẹp thôi. Dạ. Thôi ở nhà nghe. Dạ. Okay. Chú cháu về ở nhà ta đi. Ok là. Dạ. Cảm thấy rất là hợp và rất là đẹp. Trời ơi, trời nắng mà con nhìn ba con mặc bộ đồ con muốn nổi sải luôn á chú. Mày ba mày nổi sải ta chứ mày nổi mày đai luôn á. Ủa Tết nhất chú không đi đâu chơi hả chú? Ông ba mày không nói chiều nay là tất niên. Ông nội tôi cũng không dám đi, ông chửi dữ lắm. Trời ơi, giỏi dữ ha. Bình thường là những ngày gần Tết là con thấy chú đâu mất tiêu luôn á. Trời, cái nghề của tao mà rầy đây mấy đó. Ở thôi mày đừng hỏi. Ủa cái gì, nghề gì rầy đây mấy đó chú? Hỏi chi? Cao sĩ chạy số không bằng tao. Trời đất ơi. Trời, cỡ Đàm Vĩnh Hưng sao bằng tao được. Phải không? Trời, tao chạy số này qua số kia trong vòng 3 phút. Ủa mà làm gì mà phải chạy cực dữ vậy chú? Sắp thôi mày hỏi chi vậy? Thôi đừng hỏi. Thôi đi chợ mua đồ để chiều làm tất niên. À dạ, vậy thôi chú ở nhà coi nhà giùm con nha. Con chạy ra chợ con mua miếng thịt với trứng về kho thịt kho vịt. Mày mua trứng đâu, mày mua thịt chi? Không, mà phải có thịt chứ. Tết là phải có thịt kho vịt. Mặc mày thịt không mua gì nữa. Thôi chú kỳ ơi, chú hẹo hoài à. Coi nhà giùm con nha chú. Tết nhất người ta có con cái, gia đình mình, có thân mình. Hên ở dưới quê buồn. Ông anh Tư cũng cho lên đây ở chung giọng. Chứ ở dưới quê cũng biết lấy gì ăn. Ai lắm lỡ vậy? Dạ con chú, con trắng đây. Mướn chung chỗ hả? Đâu, con mướn kế bên. Trời đất ơi, bình thường nó bán cá khô mà mặc đồ vest thì ghê không? Không gần Tết mà chú, mình phải tự tạo phong cách cho mình chứ. Thế hả? Đó, chú thấy không? Con mặc cái gì nó cũng bị sang chú ạ. Cái gì? Con mặc cái đồ gì trên người nó cũng bị sang chú ạ. Bớt hoang tưởng lại. Mày sao mặc cỡ nào cái mặt mình cũng phèn không à? Sao chú tự nhiên hay hạ thấp hai chú cháu mình? Mà sao mày qua mày không vô mà mình lấp ló vậy? Dạ thì con ngại. Ngại gì? Tại bình thường có chú thì không sao chứ bữa nay con biết là Túc về. Con qua thăm Túc ạ. Túc hả? Dạ. Sao mày cứ đu nó hoài à? Đu gì? Tình yêu mà chú. Khi mình đã yêu ai là mình phải theo đuổi tới cùng chứ. Với lại con tính hết rồi. Túc mà không yêu đó thì con sẽ làm ba Túc yêu con để mình tán người con. Ba đi rồi không có ở nhà đi. Vậy tốt quá chú ạ. Có một mình chú là đủ rồi chú ạ. Con không cần gì hơn nữa đâu, chỉ một mình chú là đủ. Tao già rồi, không hợp khẩu vị đâu. Không, chuyện này tuổi tác không quan trọng gì hết mà. Trời ơi, tao không phải là quà Tết để mày gặm nhắm đâu nghe. Trời, chú đang nghĩ cái gì, con làm sao mà gặm chú được. Chứ mày nghĩ cái gì mà qua mày có nói mình một mình chú là đủ rồi. Không, ý con nói là thì tại con tính sắp Tết rồi mua cái gì tặng bác Tư chú ạ. À dạ đúng rồi, chú tư vấn cho con. Sao nãy giờ mày em nói làm hết hồn mày. Mày tặng cái gì cũng được, mày đừng tặng cá khô một nắng của mày nữa. Kỳ trước mày tặng ông mấy ký đó, đưa mang Tào Tháo dí nguyên một tuần. Tại chú thông cảm, nó là khô một nắng nhưng mà phơi có một tí nắng là trời nó mưa rồi. Ông ăn ông chạy nguyên một tuần, tao đâu dám nói mày tặng đâu. Thì đó, tại trời mưa cho nên ruồi nó bu quá, con không để ý nữa. Ruồi bu thì mày bán cho khách đi mất mới mày cho ông ăn. Không được chú, ruồi bu mình bán như vậy là làm ăn thất đức. Tặng thì được.
Trời ơi trời. Chứ sao nữa chú, bây giờ đồ tặng nó tặng cho người quen ấy, thì dù gì mình bị la bị mắng thôi, chứ mình bán cho người lạ là bị người ta tẩy chay hết. Phải có chiến lược kinh doanh chú ạ. Trời ơi, chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh là mà cho ông già vợ chạy xúc quần á hả? Nhưng mà dù gì cũng là khô nhà làm mà chú. Chú giúp con nha. Đây, trong này là 7 triệu ạ. Thì chú lấy 2 triệu coi như là tiền tư vấn, còn lại 5 triệu là chú thấy bác Tư thích cái gì thì chú mua dùm con nhá. Đi về đi. Đừng bao giờ mà đem tao bán rẻ lương tâm tao bằng 2 triệu. Tao không bán gia đình anh Tư đâu. Mày nghĩ sao anh Tư tao, cháu tao mà mày đưa 2 triệu. Coi như chú giúp con đi nhá. Thấy mày cũng tội nên tao thương. Dạ. Chứ tao đâu mê tiền. Mày thả mày giục cái đống tiền đi, tao cũng không thèm đâu. Mày giục đi. Xin lỗi mày, tao không thèm đó. Tiền là cái gì? Đúng không? Chả là gì hết. Cái hành động của chú nó phản lại lời nói luôn đó. Tao thấy mày tội thương, để dạ, tao giúp. Tao mua cho một cặp rượu Tây, xong tao đưa cho anh Tư cúng bàn thờ. Nói ai vô hỏi rượu của ai tặng, thằng Trắng nó tặng, tự hào. Trời ơi. Rồi bà con ở trên bàn thờ nhìn xuống biết mày nữa. Ôi, nếu vậy là mình tương tác cả âm lẫn dương đấy. Nhưng mà chú, có rượu rồi thì phải có mồi nữa, để con về lấy bịch khô. Mày tính cho tao tháo với ông bà luôn hả? Mày bán cho người ta đi nha, mày khỏi gửi biếu gì cho tao hết nha. Con chọc chú thôi. Chú cầm tiền chú cẩn thận á, dạo này lừa đảo kinh lắm. Ủa bị gì? Hôm bữa đó có ông vào tới nói là bạn của ba con mua thiếu 5 ký khô, con bán. Cuối cùng con bán thì ông ấy đi, con biết. Trời ơi trời. Chú cẩn thận nha. Thế con về đi chú. Thôi mày về. Chú nhớ giúp con nha. Đấy. Alo. Biết rồi. Thiếu có một mấy triệu đòi hoài. Lát đưa cho 7 triệu. Rồi. Đừng có đòi nữa. Dạ. Con xin nghiêng mình kính chào bác. Dạ. Kiếm ai hả? Lộn dạ. Nhà hay cậu? Dạ con đi đúng nhà mà, đúng địa chỉ ở đây mà. Cậu là ai? Dạ, con xin tự giới thiệu với bác. Con là Sung, giám đốc của công ty bất động sản Đóng Băng. Cái gì? Dạ. Giám đốc công ty bất động sản gì? Dạ, Đóng Băng. Công ty bất động sản mà Đóng Băng là thấy ngon rồi đó. Cái tên nó vậy thôi bác. Có nghĩa là cái công ty này là lúc nào cũng đóng tiền vô nhà băng. Ý nghĩa vậy. Đây không bán nhà, đi lộn nhà rồi. Ở đây không bán nhà. Dạ không. Con xin tự giới thiệu với bác. Con là Sung, bạn trai của em Túc. Bữa nay con có hẹn để xuống thăm gia đình bác chúc Tết. Mà tại vì con bận công chuyện quá, không có thu xếp được. Với lại cuối năm đó bác, con phải chạy hết đầu này hết đầu kia, chứ con ký biết bao nhiêu cái giấy tờ nữa bác. Cuối năm mà dạ, ký giấy mới có tiền đem về chứ. Dạ đâu có bác, con ký giấy nợ á. Ngon hả? Tốt. Đáo hạn ngân hàng. Vì cái ngành của con là vậy, mình phải linh động vốn. Bác hiểu không? Thôi được rồi, bác hiểu rồi, để bác kêu gia đình về. Dạ không, đâu cần bác. Con nói thiệt với bác á, là bữa nay á, là gặp bác thôi là con cũng đủ vui rồi. Dạ kính thưa bác, là tại vì con... Không phải, để lát con về rồi trình bày chứ. Dạ sao không, không cần gì đâu bác. Bác à, con muốn nói với bác là con là một đứa con sinh ra trong một gia đình có cái truyền thống giáo dục rất là tốt. Ngày hôm nay con đến đây đứng trước mặt bác. Con muốn dành cho bác một sự trân trọng tối cao, vì đã có công ơn sinh thành dưỡng dục ra em Túc và nuôi nấng em Túc khôn lớn nên người. Thì hồi nhỏ tôi cũng bầm nó, tôi nuôi nó, tôi cho nó ăn rồi. Cho nên ngày hôm nay đến đây với tất cả sự chân thành, con xin gửi đến bác một bài hát để tỏ lòng biết ơn chân thành. Công đức sinh thành làm con phải hiểu. Thôi. Dạ con chưa hát. Trời ơi. Dạ. Sao tao ớn lạnh cái mình, tao nổi da gà mày ơi, tao nổi da gà thiệt mày ơi. Sao đâu bác, con là con nói thiệt, con là một con, một đứa con sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục rất là tốt. Không, tao thấy mày sinh ra trong gia đình nhạc lễ đó. Bây giờ hết phần lễ rồi, tới phần hội nha bác. Hay, không cần kêu đâu bác, con chỉ cần gặp một mình bác là đủ rồi bác. Bác cứ để cho con. Thôi gặp tao chi mày chăm. Dạ thưa bác, đây kêu mọi người. Dạ không cần kêu đâu bác, cái chuyện này con không muốn ai biết ngoài một mình bác hết á. Con không có gì hơn ngoài một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi đến bác. Dạ, một số tiền 50 triệu.
mong bác nhận cho con vui. Ừ. 50 triệu. Dạ. Ừ. Sao vậy bác? Không có gì. Trùng khớp. Ô vậy hả bác? Đang vậy cần, là... đang cần. À không. À, à, bác nói gì? Không. Đồ ngồi xuống. Dạ. Cậu làm gì vậy? Dạ. Tôi không vì 50 triệu mà tôi bán con Túc đâu. Bác ơi, bác đừng có nghĩ như vậy. Em Túc làm gì có giá đó. Tào lao. Dạ không, ý của con nói là em Túc là vô giá. Tại vì bác đã sinh ra được một người con gái hoàn toàn tuyệt vời, hoàn hảo dành cho cuộc đời con về sau. Đúng vậy, con gái tôi em Túc tốt dạ lắm. Dạ. Thương lắm. Ai lấy nó là phước phần. Vậy hả bác? Thấy cậu cũng tội. Dạ. Nên tôi thương. Dạ con cảm ơn bác. Lỡ lần này thôi. Dạ. Đừng làm lần nữa. Dạ con biết chứ. Kỳ. Có lần nữa con cũng đâu còn đủ đâu bác. Cái gì? À, dạ dạ. Nơi, nơi. Dạ. Đưa. Con gửi bác. Nhiều quá nghe. Bác ơi, 50 triệu nhiều. Bác đừng có nghĩ là nhiều. Đối với bác nó là nhiều. Nhưng mà đối với cái ngành bất động sản của con á, nhiêu đó không có nhiều hết á. Tại vì 50 triệu mà tính ra 25 năm mà bác nuôi em Túc thì là tính ra 2 triệu. Vậy là tháng bác ăn được của con có 100 mấy à. Tao ăn hồi nào mày? Tao ăn đồng nào đó mày? Cái này mày tặng tao mà. Dạ thì ý con nói là cái công ơn dưỡng dục của bác đối với bao nhiêu đây nó không có thấm thía gì đâu bác. Ừ. Dạ. Ê. Dạ. Nhưng mà tao nghi lắm nghe. Dạo này ở cái xóm này lừa đảo nhiều. Bác nghĩ con lừa đảo bác hả? Đúng vậy. Bác ơi, thí dụ mà con lừa đảo bác thì bác phải đưa tiền cho con. Còn cái này con đưa tiền cho bác, vậy là ai lừa ai vậy bác? Tao biết đâu được mày. Thả con tép, bắt con tôm. Con mới thả ra không mà con chưa có bác. Ừ. Bác đừng có nghĩ về tội nghiệp con. Tại vì con là một đứa con sinh ra cho một gia đình có truyền thống giáo dục tốt. Tao biết rồi. Dạ. Gia đình mình giáo dục tốt lắm. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Cảm ơn con đã đến với gia đình. Dạ. Con về đi. Về. Về sớm đi, đừng để gặp ai cách về. Ủa bác, bữa nay con xuống đây con chúc Tết gia đình mình. Thôi chúc vậy được rồi, chúc vậy được rồi. Dạ em Túc nói là con xuống đây là con ở. Thôi. Chơi với gia đình mình qua Tết mà bác. Trong hai chúng ta phải có một người đi khỏi nơi đây. Ủa sao vậy bác? Bác đi đâu? Bác đi làm. Bác cũng làm bên bất động sản. Ủa bác cũng làm bên bất động sản hả? Ừ. Giờ bác phải di chuyển mấy con hẻm đó. Dạ bác. Ừ, con không hiểu đâu. Hèn chi con thấy con với bác là có nét tương đồng á. Em Túc kể về bác suốt luôn á. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ. Thôi ở đây nha. Dạ. Bác đi. Tết này có thể bác sẽ không về với gia đình. Ủa bác đi đâu lâu dữ vậy bác? Bác đi kinh doanh mà. Dạ. Ừ. Vậy bác ơi, bác cho con xin phép nói bác này. Con đã tới với gia đình mình rồi, bây giờ bác coi con như người nhà nha như bác. Như người nhà, ở đây thoải mái. Ờ, cũng làm gì làm, giờ bác đi mà. Dạ. Bắt đầu dính dáng gì nữa. Ở đây nha. Dạ. Con đi đường xá xa xôi quá, bác cho con vô tắm cái đường bác. Bên trái, phòng bên trái là phòng dạ, của bác. Dạ, con cảm ơn bác nha. Ừ. Dạ. Con đi à, cái này của em Túc con cất giùm luôn á bác. Ừ, đi, đi. Dạ, dạ. Vô mặt. Nam ơi, quỷ kêu coi nhà là hai chú cháu đi đâu hết trơn. Công nhận ở Sài Gòn này có cái gì là người ta bu vô. Đi bộ 7 cây số, biết bao nhiêu người đu theo. Coi cái áo không, rồi tới xếp hàng một ê lần trước chỗ tiệm hớt tóc. Cuối cùng không hớt được phải đi về. Công nhận cái áo mình ghê thiệt. Biết Tết nhất là mấy đứa nhỏ dưới quê là nó sao rồi không biết nữa. Alo, bay ở nhà lo hương khói đồ đàng hoàng cho ông bà nghe không? Chắc là ra khỏi mùng 3 là tao về. Ừ. Bay á, ăn Tết lành mạnh nghe không? Lên trên này con Túc nó mua cho tao cái xà mặt Phone nè. Coi trên mạng đó. Nó nghe nó đập đá gì ở trên núi. Đập đá rồi xong nó ngáo gì đó. Rồi nó không mặc đồ gì. Nó đi trên nóc nhà rồi này nọ nhiều. Bây đừng chớ dại. Bây dướng vô cái đó nha. Điếm hay lắm. Ờ, vậy nhớ vậy nghe không con. Ừ. Vậy đi.
Ba của em Túc mới dặn giờ này lừa đảo ghê lắm. Bữa nay đi dám xông thẳng vô tới nhà. Có mai. À, ai đây? Nhìn cái mặt gian lắm, chắc chắn là quân lừa đảo. Kệ, chơi mày luôn. Ông muốn gì? Mày muốn gì? Mấy cái dòng này mình quần một hồi rồi mình giặt mặt mới đã. À, xin giới thiệu với ông, tôi là chủ nhà này. Ông vô đây kiếm ai? Nhà mình mà ta. Cường, phải Cường. Lúc nhu lúc cường. Tìm gì? Đâu có gì. Tao hỏi mày kiếm ai? Tôi là chồng của em Túc. Người quen của Túc đúng không? Đúng. Ta là người quen của Túc. Thấy chưa, ra đúng đài rồi. Túc là làm công ty bất động sản. Năm nay 25 tuổi. Rồi định nói là người quen của ba em Túc vô đây đúng không? Giờ tao quen đó, giờ sao? Ủa, quen với ba em Túc vậy là sao với lại ba em Túc vậy ha? Là ta thằng cha của con Túc được không? Bây giờ mày muốn không gì? Chơi nổi. Tao hết chịu nổi với mày rồi. Mày vô mày ăn mặt. Ông la đi, ông la đi. Trời ơi, chết tôi rồi. Tôi làm dân hả? Ông ngon la nữa đi. Trời ơi. Túc ơi, cho anh một cơ hội đi mà Túc. Anh ơi, anh làm ơn anh đừng có đi theo tôi nữa, có được không? Anh yêu em, anh phải đi theo em chứ. Nhưng mà tôi nói tôi không có yêu anh mà sao anh đeo tôi như đĩa vậy? Em chưa yêu anh nhưng mà ba em thích anh. Tại... đeo mà đeo từ ngoài chợ đeo về tới nhà mua có mấy miếng thịt cũng không yên với anh nữa. Ủa, sao tự nhiên bữa nay em mua nhiều thịt thế? Thì mua thịt để về kho nè, thịt có hộp vịt. Mà cái này không phải thịt thường đâu nha, đây là thịt mát, thịt của thời đại mới. Ngon lắm. Thịt mát hả? Ừ. Ba em thích ăn khô lắm, cho nên anh qua đây anh tặng ba em nè. Anh nhìn ba tôi đi, ba tôi chưa giống con khô hả? Em đừng nói nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, anh đứng lên đi, anh làm cái gì vậy? Túc à. Cái gì? Anh yêu em như bịch khô bán rẻ, lấy em về chỉ để đẻ. Anh yêu em như bịch khô bán ế, lấy em về chỉ để bế. Trời ơi, anh ơi, anh làm ơn anh đem đi giùm đi. Tôi nói với anh là tôi có bạn trai rồi, anh đừng có theo đuổi tôi nữa. Anh đi về đi. Thôi anh hãy đi về, kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta anh hãy xem là kỷ niệm. Mùi mắm, mùi khô và thứ tình. Em xin trả cho anh vật ni lông, em cũng xin trả lại anh. Rồi mai em theo chồng, đời đời không dám nhớ đến cái mùi khô chiên. Em ơi, mùi mắm mùi khô là mùi dân gian truyền thống. Anh vắt công, vắt sức, vắt cả con tim để làm ra khô mắm như vậy.
anh cũng không quên công sức của con ruồi. Trời ơi, ghê quá đi. Thấy chưa, anh bán ba cái đồ ăn mà không có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn vô người ta bệnh đó. Thôi anh đem về giùm đi. Anh nói không về mà bữa nay anh qua đây là để gặp em, mà lâu lắm em mới về mà. Anh mà không về nha, lát hồi bạn trai tôi tới, bạn trai tôi đuổi anh về rồi nhục mặt nha. Bạn trai nào? Tôi có bạn trai rồi. Bạn trai tôi đẹp trai lắm, mặt hoa da phấn. Anh không có cửa với bạn trai tôi đâu. Ủa Túc, em về rồi hả? Túc tưng. Mặt hoa da phấn đấy hả? Đúng rồi. Ừ, anh ở đâu ra mà tôi đi theo bạn gái tôi vậy? Tôi là bạn trai tương lai của Túc. Nó nói gì với em? Anh đừng có nghe lời ảnh. Bạn trai tương lai của Túc. Mày đúng. Đừng mà. Anh nói đi, anh là ai? Tôi là chồng sắp cưới của em Túc. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Tôi xin tự giới thiệu với anh, tôi là Sung, giám đốc công ty bất động sản. Nếu vậy là chúng ta cùng ngành rồi. Hả? Anh làm bất động sản, còn tôi làm bên hải sản. Gì vậy? Anh có thua gì đâu. Ủa là cùng ngành là hai đứa cùng sản vậy đó hả? Đúng. Đúng rồi em ơi, em mời ảnh về giùm đi. Cái nhà mình đang phức tạp lắm rồi, đừng có tin ai hết. Anh mới bắt được một cha lừa đảo, anh trói anh quýnh trong kia kìa. Trời ơi. Ê chơi. Già già đúng không? Đúng rồi. Mới tuần trước anh bị nè, vào lừa của anh 5kg cá khô. Trời ơi. Đúng là ngựa quen đường cũ mà. Đâu. Khoan, nhưng mà nó vô đây nó nói cái gì? Trời ơi, nói thiệt, vô đây à, tự xưng ba em luôn mới ghê. Trời đất ơi. Đem người này, đem ra cho em xử lý. Mang ra đi. Ra đây. Quýnh lừa đảo. Ai? Quýnh được mặt giặt, quýnh được quýnh hoài. Có gì lừa đảo để chính quyền người ta giải quyết. Ủa mà anh nói nghe nè, sao mà anh mới tới nhà em lần đầu mà người ta giả là ba em mà anh biết là sao vậy? Nghĩ sao vậy, anh vừa mới vô cái anh gặp ba em liền. Ba em lùng, dễ thương lắm, đội cái nón cao bồi nữa đúng không? Sao vậy? Gì vậy em? Nãy giờ quýnh nhiều không vợ? Anh quýnh mà nói không được thôi à. Đi xa rồi. Là sao? Trời ơi. Ba em đó. Ba ơi, ba đứng lên đi ba. Dạ thưa bác, con xin giới thiệu với bác, con là Sung, con là một người con sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục. Con xin gửi đến bác một mày lại. Im đi. Tục. Con phải làm điều này cho ba trước tiên. Coi có rớt cái bông mai nào không. Trời ơi ba ơi, sao ba thân thể mà ba không lo, ba lo mai vậy ba? Ê. Dạ. Sao mày vô mày không biết ớt giáp gì, mày quánh tao như con mày đẻ ra vậy? Đúng. Bác, có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây thôi. Hiểu lầm cái gì? Chứ con nào dám đánh người lớn, bởi vì con là một người con sinh ra trong một gia đình có truyền thống. Mày nói đi. Hồi nãy mày chưa về đó, mày nhìn thấy cái cảnh đó mày mới gớm nha con. Nga. Gì vậy ba? Quấn ở trên này cái khăn nè, ở dưới này cái đầm nè. Trời ơi. Nó như cái vái vậy, nó như cái vái bằng khăn lông. Ở trên này nó quấn ở trên này. Tao vô tao thấy gớm quá, tao đâu biết ai. Xong nó nói là chủ nhà này, chồng của mày, tao đè tao quánh nó được không? Cuối cùng nó quánh tao. Ra đây có con tao mà mày còn dám đánh tao một lần nữa. Đây nè, cái đầu tao bây giờ y như là gai mà gai bông giấy á, nó cắm ở trên này. Ủa cái bịch khô này của ai đây? Bịch khô ai để đây đấy? Có thể là xương cá và sống lưng cá nó ghim vô đầu bác đó à? Dạ. Mày tính quăng mày phi tan hả? Dạ thật sự, cái đấy là con chỉ đánh trong vô thức thôi ạ. Con không nhìn thấy mặt bác. Không nhìn thấy mặt rồi mày quánh đại. Trời ơi, rồi có sao không? Trời ơi, có đau chỗ nào không? Không, anh không sao. Bà nội tao phan cái này hai đứa bây giờ. Dạ thưa tao bác, tao nói cho mày nghe, tao không bao giờ gả con tao cho mày. Ba.
Dạ thưa bác, tại vì có một sự hiểu lầm bác ạ. Hiểu lầm chuyện gì? Rõ ràng hồi nãy con vô đây con có gặp một người nói là hả, là cha của em Túc, giống y chang như bác vậy đó, cũng bận cái bộ đồ vest kiểu vậy nè. Ê bận đồ vest nón, bận đồ vest màu bánh lọt hả? Đúng rồi mà bánh lọt á bác. Cái đó là chú Năm của em. Cái nói là ba của em Túc, cái chú đó nói là con ở nhà chơi đi, rồi chú đi công chuyện, có khi qua Tết mới về. Nó đi đâu mà qua Tết nó mới về? Con đâu có biết đâu. Nó lên đây để nó ăn Tết với tao mà. Thôi ngồi đi. Dạ. Chú đó hả, đàng hoàng lắm nha. Vô đây dặn con nói là vô nhà cứ thoải mái tự nhiên, cho nên hồi nãy con mới tự tin là chính mình vậy đó. Rồi chú còn nói con á là cẩn thận coi nhà, coi chừng có tụi lừa đảo nó vô đây. Giờ mày gặp tao mày mới tưởng tụi lừa đảo hả? Dạ đúng rồi. Dạ hồi nãy chú, con hứa với chú là không bao giờ nói chú đi đâu, nhưng mà có một chuyện á là chú cầm của con 50 triệu đi rồi. Hả? Bể mẹ nó 20 nữa giờ. Dạ, mày nói chi vậy? Tại vì con đó là cái chút vốn con gom góp cuối năm nay để con làm sính lễ xuống đây, con làm quà và con mày đưa 50 triệu cho nó hả? Dạ 57 triệu. Mày 57 triệu? Đâu, con đưa thêm 7 triệu nữa. Gặp khen là đưa tiền. Ủa cái gì vậy chú? Đây nè chú về rồi vậy? Mày bị cái gì vậy? Trúng quánh. Mày làm gì mà trúng quánh mày? Vô đây. Ngồi xuống. Làm gì mà trúng quánh? Quánh bài. Thua tiền không có chung, trúng quánh. Vậy là chú lấy tiền của con đi quánh bài á hả? Đi trả nợ, còn dư chút định quánh bài. Anh Dung ơi. Em Túc. Cái gì vậy? Bây giờ chú em lỡ lấy tiền anh làm vậy rồi, thiệt em không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Không mấy hay đứa mình chia tay đi anh. Em đừng nói như vậy. Chú bây giờ nói sao? Em nói như vậy đau lòng lắm. Chú bây giờ mặt mũi không có. Gia đình đang đóng kịch Tết hả? Cái con Mai Vàng này ngồi xuống. Mày làm cái gì vậy? Rỉnh 50 triệu giờ con nào đâu cơ. 7 triệu là con nhìn được đúng không? Dạ thưa bác. Bác cho con xin thưa, là bởi vì con là một đứa con trong gia đình có truyền thống giáo dục rất là tốt. Hoài luôn á. Nãy giờ tao nghe 4 lần. Bây giờ tôi nói với cậu nghe. Dạ. Tiền không phải tôi không có để đi nhận cái quà như vậy. Có chút đỉnh là ví dụ mua hộp mứt, hộp kẹo gì này nọ tới là được rồi. Tiền đó tôi sẽ trả lại cho mấy dấu. Ủa ghê. Dạ thưa bác. Bác hãy nghe con nói. Xin công ty của con á, dù gì cũng đang thiếu người. Không ấy cho chú Năm lên làm. Vô làm giám đốc đi. Vô làm giám đốc. Dạ công ty của con trách nhiệm hữu hạn một thành viên, con giám đốc luôn rồi. Dạ. Còn thiếu chỗ nào? Dạ thiếu chỗ bảo vệ. Chú lên làm với con cho vui. Được không anh? Không được đâu chú. Con người chú không hợp với môi trường đó. Nó xa hoa và nhiều cạm bẫy lắm. Đúng rồi. Chú phải đi bán khô với con. Thôi mẹ ơi, bị bán khô rồi rùi bu người ta ăn, người ta tháo dí, người ta quánh tao chết. Đó, tôi đưa khô cho anh ăn, nó bị tao tháo dí đó. Là của nó đó. Chết mệt rồi, chết thì mày ra rồi. Là hại tao mặt xanh anh vàng, mập lên không nổi cũng như là mày đó hả? Sao mày làm gì ăn gì mà thất đức vậy con hả? Đừng vì cái lợi nhuận riêng trước mắt của mình lợi dụng ba cái ngày lễ Tết này, ba cái đồ tắm thực phẩm đồ này nọ, mày làm tùm bay tùm bạ. Tao thấy mày làm bảo vệ là hay nhất. Gia đình của hai anh em mình, anh mua công ty đó luôn, em làm giám đốc cho. Mày nhiều chuyện quá. Thôi bây giờ cảm ơn con, cảm ơn hai dạ, đứa dạ. Đã muốn tạo điều kiện cho chú Năm bày mần ăn à. Còn về phần của con Túc này, mà trong một trong hai đứa này à, thì cứ tìm hiểu đi. Chứ còn bây giờ biểu ba gã liền, ba cũng không gã đâu. Còn mày lỡ xuống đây rồi, lỡ về đây rồi thì ở đây ăn Tết. Dạ. Thằng này rảnh rỗi rồi chạy qua chạy lại đây ăn Tết cho vui. Rồi, ăn Tết chung... tiền. Cái đầu mày hết rồi hả? Mày xạo. Mày xạo. Mày yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.